Hôm qua tôi mơ chuyện riêng tôi chẳng lắng lo những chuyện đời, chẳng cần bận tâm nếu ngày kia cuộc sống có khi đổi thay. Hôm nay tôi nhìn lại xung quanh, tôi bỗng mong điều rất chân thành, chỉ cần cuộc sống cứ bình yên, tôi ước muốn như mọi người. Điều tôi mong ước rất bình thường, trẻ con lại cặp sách tới trường, và đôi khi nhớ lúc tắt đường, tự nhiên thấy thế có khi lại vui. Tôi mong hết cả làng hôm nay các bác sĩ được trở về nhà, chẳng người nào đau ôm hiểm nguy, bác sĩ yên tâm và nghỉ ngơi. Tôi mong nghe thời sự hôm nay các chuyến bay lại nối đất trời, nụ cười của cô gái hàng không đón khách du lịch từ bốn phương. Bất những khó khăn giữa thời bình, họ dành thời thanh niên trẻ trai dành nốt cho đồng bào gối chân. Ôi có những con người quanh tôi tranh đấu thầm lặng giữa mọi người, đôi cuộc đời riêng lấy bình yên, mong những điều thật bình thường. Và ôi những mong ước bình thường hình như tạo ra những phi thường. Người ta chẳng cần nắm tay nhau mà gần hơn cả lúc vai kề vai. Điều tôi mong ước rất bình thường, còi xe lại tiêu tít phố phường. Người yêu nhau xanh bước trên đường, người ra mua sắm cho nhau. Chuyện riêng tôi chẳng lắng lo những chuyện đời, chẳng cần bận tâm nếu ngày kia cuộc sống có khi đổi thay. Hôm nay tôi nhìn lại xung quanh, tôi bỗng mong điều rất chân thành, chỉ cần cuộc sống cứ bình yên, tôi ước.